Máy khoan pin DEWAT DCD999 sử dụng loại pin nào để cho máy hoạt động tối đa được công suất của máy? Tất nhiên là sử dụng loại pin Blackvolt 6A, 9A hoặc là 12A của DEWAT rồi. Đối với máy khoan DEWAT 999 này thì chỉ có tường bê tông ngán nó, chứ nó không có hề ngán tường bê tông. Máy thì được thiết kế lên đến 11 cấp trượt bằng vít khác nhau và có chức năng khoan sắt, khoan gỗ và khoan tường ở moment sáng cực đại lên đến 126 N. Được thiết kế với đầu kẹp auto lock là 13 ly, có 3 chế độ khoan nhanh chậm vòng tua khác nhau, cấp 1 là cấp yếu nhất và cấp 2 là cấp trung bình và cấp 3 là cấp mạnh nhất. Bên cạnh đó thì đèn chiếu sáng ở bên dưới cũng được thiết kế lên đến 3 cấp độ sáng khác nhau. Cấp độ sáng vừa nè, cấp độ sáng tầm trung và cấp độ sáng mạnh nhất. Dòng máy khoan pin này thì được thiết kế với động cơ không chỗ than và tổng trọng lượng được ghép với một thân và một viên pin 6A Blackvolt này nặng lên đến 2,8 kg ha. Anh em có quan tâm đến bộ máy khoan pin DEWAT này thì hãy vào giỏ hàng màu vàng góc trái video này tham khảo thêm giúp mình nha. Cảm ơn anh em.